Anh Hải nhận hàng nhá. Hôm nay anh Hải có yêu cầu là đặt một combo 40 neo cho vận, anh yêu cầu là vận chuyển nhẹ tiếng sáng vì bác ấy đi làm ở trên các cái không gian rộng ngoài trời và đi show. Đây là combo bát 40 neo của LG. Đấy thì các bác cùng xem combo này đây. Combo này là hàng chính hãng của công ty và công ty là NG. Bát tép phân tần đều là hàng nhập khẩu Trung Quốc và hàng nhà hàng chính hãng của công ty, hàng nhà máy. Đây, các bác cùng xem. Đầu tiên là đôi tép đi. Đôi tép là model là L750 LG. Cốc nhôm và cái lõi bên trong bằng kim loại khe từ viền đồng. Và cái chiếc này là chiếc neo khối các bác nhá. Ba thớt bằng nhau nhưng cái viên từ neo là viên từ nam châm vĩnh cửu ở giữa này. Độ nhạy rất cao và tiếng rất sáng. Và cái phân tần của nó là phân tần của nhà máy SH820N. Phân tần này thì mình không phải hàn rồi, mình chỉ cần kẹp dây là xong. À, có một cái mạch bảo vệ loa check 75 core, hai trở nhôm SH820N. Phân tần 2W 1000W. Đấy, đây là phân tần của nhà máy SH820N tép neo LG. Đấy, đồng bộ luôn nhá. Các bác nhá, bát này em đang có bát 20, 25, 30 và đây là bát 40 của LG. Màng sơn dầu bóng và gân ba gân. Đấy, rất là chất lượng luôn. Và con này có mã là 15ND680. Này, các bác nhìn các cái lỗ thở của nó này. Lỗ thở của nó đây để mát côn trực tiếp, nó sẽ làm cái lỗ thở sườn côn luôn để mát côn luôn ở trực tiếp. Côn 76 bát 40 neo. Cái củ của nó nhỏ thôi, nhỏ nhưng mà lại có vỏ, tiếng nó rất là sáng. Tiếng rất sáng luôn. Và con này có sẽ có model là 15 ND680. Cái mã 680 thì là cái mã của từ leo các bác nhé. Tất cả các mã của leo LG đều có mã 680. NG in thẳng trên khung xương luôn. Đấy, hàng chính hãng công ty. Nguyên cả cái combo này cho khách hàng là 7,1 triệu. Bát check phân tần, bao ship nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đấy, anh Hải yên tâm chưa? Các bác nào mà có nhu cầu là thiên về lời ca, hát 5 bài mà hát thành 8 bài mà không thấy mệt giọng. Anh em giọng khàn, giọng yếu, hát qua từ neo rất sướng luôn, rất phê luôn. Đấy, các bác có nhu cầu thì bát check phân tần liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyên Audio nhá.